Tội nghiệp quá. Dạ, thôi thôi mình ăn đi. Chỗ quá. Sao cay. Trời ơi, đồ ăn ngon không? Dạ, quá rồi. Ôi dạ, trời góc nhìn nó khó ghê á. Đó, trời ơi, đoán đúng ngon á. Ok, thêm một món nữa nè. Rồi, ok, ok. Đó, trời ơi, toàn những món ăn ngon á. Thích dễ sợ luôn á. À, quên mất giới thiệu mọi người. Ok, hello, chào mọi người, là Sim đây, anh nhá. Và chào các bạn trở lại video của mình. Và chào các bạn trở lại video Mini World, anh nhá. Ok, là trở lại video Mini World của Sim ở đây. Thì như các bạn thấy thì mình đang chuẩn bị những món ăn rất là ngon luôn á. Các bạn thấy sao? Nó rất là... What the hell? À, một con lợn đang nằm ở đây nè. Trời ơi, dễ sợ chưa? Ủa, Kai ơi, dậy nè, đang làm gì vậy? Kai, Kai ơi. Kai! Bà mẹ tao không cho. Cái gì vậy mẹ? Trời ơi, người ta đang ngủ mà. Trời ơi, biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Sao bữa đang ngủ hoài vậy? Lầm lợn hả? Mới gì đây? Bây giờ mới có 6 giờ sáng hả? Ủa, gì gì? Gì? Mới 6 giờ sáng mà kêu tôi gì vậy? Ủa, thì xin nấu đang rồi nè, Kai nhớ dậy ăn nha. Trời ơi. Trời ơi, gì hôm nay bày đặt nấu bánh luôn hả? Để ăn thử rồi. Trời ơi. Thật nấu cơm không nấu mà giờ tự nhiên nay bày đặt đi nấu mấy cái này chi với chim. Ủa, thì tôi nấu này cho ông ăn ở một chê được hả? Thiệt tình luôn á. Ngon. Ờ thì ngon chứ bộ. Ngon. Được đấy. Em mà thấy em nói thật nhưng mà thấy bữa nay tụi mình ở trong nhà hoài luôn coi, chán dễ sợ luôn á. Trời chứ trong cái làng Hero Team này đâu có ai đâu mà đi chơi. Trời thiệt tình á. Ờ thì phải kiếm gì chơi chứ. Để ra ngoài xem coi chỗ. Ôi. Khai. Gì cái à? Ủa. Hay hả? Sammy với Phong. Trời ơi, ra nhìn Sammy hôm nay. Phong hôm nay là mời Sammy vô đây chơi luôn hả? Trời ơi, dữ gì ta. Trời ơi, các bạn ơi, hai người đang nói chuyện kìa. Trời ơi, ghê chưa. Ôi, cái gì đây? Trời ơi, các bạn ơi, nè, Sammy với Phong đang đi chơi mini game với nhau. Trời ơi, tặng hoa luôn. Trời ơi, ghê chưa. Trời khóc luôn kìa. Trời ơi. À, Phong tặng hoa cho Sammy mà Sammy đập hoa, Phong khóc. Trời ơi, Sammy có đáng dễ sợ nha. Dễ sợ. Trời ơi, giận cho rồi. Đuổi theo luôn. Trời ơi, dễ sợ nha. Trời ơi, hay quá. Ê, hôm nay có Phong với Sammy trong mưa nè. Trời ơi. Ê, hay là bây giờ tí nữa cay với Sim qua bển là ngủ Sammy với lại là Phong cận đi chơi đi. Thôi, sẽ mất vui lắm. Trời ơi, tôi muốn có làm gì đặc biệt xíu. Đúng rồi. Đặc biệt. Ờ, hay là hôm nay hai tụi mình cá cược nhau không? Cá cược cái gì hả? Nói chung là hôm nay Sim hơi bị chán nên Sim muốn gọi là thử thách với Kai đó nha. Tụi mình sẽ gọi là làm cái challenge gọi là giả ăn xin, được không? Giả ăn xin. Trời ơi, rảnh quá ha. Trời ơi, làm người ngồi chơi đây, ngồi đây quay clip không chịu mà giờ đi ngồi ra ngoài đường giả ăn xin hay quá và hay không quá. Không phải, cái này chỉ là một kế hoạch để tôi lấy lòng Sammy với Phong thôi, hiểu không? Vậy gọi là thử thách, gọi là ai sẽ là người lấy lòng hai người đấy hơn á, chơi không? À, chơi, thích chơi thì chơi, ok. Nhưng mà tôi nói thật nha, với cái body xinh đẹp với là khả năng cute của tôi có thể là khiến người ta siêu lòng á, ông sao? Còn với cái khả năng đẹp trai fabulous như tôi thì trời, hai người đó chắc chắn là phải thương tôi hơn rồi. Bây giờ nếu tôi thắng hay sao nè? Giờ tôi sẵn sao? Thì nếu Sim thắng, giờ Sim thắng thì Sim muốn gì? Muốn gì em? Muốn gì cũng được, được không? Còn nếu mà bây giờ Sim mà thua, Sim, ta phải ngủ ngoài đường một đêm. Được rồi, bây giờ tôi đi thay đồ đã. Okay. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ giả làm Sim các bạn nhé. Ok, let's go. Ok, và bây giờ mình đã gọi là hóa trang xong ăn mày để mình quay cây ron như thế nào quay. Ây da, trời ơi. Ta-da. Sao khách mình lấy áo Sim mặc làm gì á? Đây là áo của Sim rồi. Nhầm ơi, chết da nhầm mặc áo nữ rồi. Thôi không sao, nó cũng nói chung là cái nó cũng bần cùng quá các bạn, nên phải lấy áo mình mặc. Và đây các bạn, mình là cô bé bán vé số đây. Ta-da, sao nào? Mình là chàng trai bán diêm. Ok, ông tin là cái sản xuất diêm ông sẽ bị dập bởi vé số của tôi không hả? Đấy rồi coi, đừng có đó mày nói. Thôi đi kiếm hai người đó. Đi kiếm cặp đôi đấy coi. Trời ơi. Ok, mình kiếm rồi. Ủa mà khoan đã. Mà ca biết gọi là hai người đi đâu không? Nãy thấy giận nhau mà. Từ từ
theo cái nhớ là nếu ở trong cái thế giới Hego Team này là bây giờ là nếu mà hai người đó vô đây chơi chắc chắn là sẽ đi tới quán cà phê rồi. Đó là cái chỗ đẹp nhất của gọi là cái làng Hero Team các bạn. Ok bây giờ tụi mình sẽ chạy tới gọi là cái chỗ gọi là cà phê cà phá vậy. Ô thấy tên hai người này nè. Để coi 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 nấp xem đi vô. Trời ơi cha ơi, ăn đi đừng có giận tôi nữa mà. Về tôi nói giận gì đâu trời, không ăn đi. Thôi giận nhỏ vậy. Ai biết đâu, tôi đâu có biết là Sam thích hoa màu tím hơn hoa màu đỏ đâu, tặng hoa màu đỏ xong giận luôn à. Trời ơi cái đây giận gì đâu trời, ăn đi, nói xàm quá à. Ăn đi. Sam ăn đi, Sam ăn đi. Trời ơi tôi mang đâu, tôi ăn giận cưng, giận cho Sam ăn hết. Thôi để xin tao công chức nha, để xin tao đặt về cái xem nha. Ok. Bây giờ cái nấp xem đi. Trước nè. Ai mua vé số không? Ai mua vé số không? Ủa hai anh chị xinh đẹp. Anh chị có thể ủng hộ em một tờ vé số được không ạ? Hoàn cảnh em nghèo và ba mẹ em đang bệnh tật. Bây giờ không có tiền để trả để mua thuốc cho ba mẹ nữa. Vậy luôn hả? Tội nghiệp quá. Dạ. Thôi mình ăn đi. Chủ quá. Trời ơi, đồ ăn ngon không? Dạ quá. Lấy cay nè. Không, để xin. Mẹ thua chứ, cái gì kỳ vậy ta? Có té mình lên sự vết mất của ta của mình. Tìm dở quá. Tôi quên đem tiền rồi. Trời ơi, không có đem nhiều tiền lắm, yên tâm đi. Thôi, mình đủ ăn, đủ xài thôi. Em bị té rồi. Ôi trời, ai hả? Sao vậy? Trời, sao vậy? Tao sao anh vô ý thức quá vậy? Anh ngồi mà anh để chân qua làm em té rồi. Anh đền tiền em đi nhà em nghèo rồi. Phong với tôi đang ngồi ghế cậu chạy coi một cái rầm xong còn nói Phong là sao vậy? Cậu chạy cái gì vậy? Ông ăn hay nhục nhục quá, nhục quá. Nhóc này, cái con bé hồi nãy nhìn còn thấy tội tội, còn thằng nhóc này nhìn mặt nó thèm đấm vào mặt nó quá. Trời ơi, nhục quá. Trời ơi, nhục quá. Thấy bị sạp nhục quá. Trời ơi, để người ta đánh cho. Trời ơi, nhục quá ha. Trời ơi, thôi, để tôi xin thêm một lần nữa. Để thì mình đặt đứng đó, tôi sử dụng skill của tôi. Trời ơi, cái bánh này nó có cái kem này ngon. Anh chị à, có thể thương lòng thương người cho em một chút tiền, có thể mua giúp em với tờ giấy số đó không ạ? Em đang thiếu tiền luôn, bọn anh chị giúp đỡ. Trời ơi, sao nhìn tội quá vậy? Ôi trời, chưa nắng gì mà phải đi bán giấy số rồi. Tội ta. Dạ, anh chị thì không có tiền nha. Tôi có tiền mà. Ôi mong có đủ tiền trả bánh không nhở? Mấy anh chị ủng hộ em với giò đi mấy anh chị ơi. Chị ơi. Em không có lừa đảo mà. Về em khó khăn lắm chị ơi. Ủa tính ra mình chưa mua vé số nữa, thằng này nó lại mời mình với giò rồi. Sao? Hai đứa này còn có gì không nhở? Dạ dạ không. Dạ đấy. Chị ngờ nha. Dạ dạ không có đâu ạ. Anh chị em không quen thằng này thằng nào á. Dạ hết được rồi. Trời ơi, thấy thì nói chung á, nhìn á thấy thằng nhóc này nó cũng tội, nhưng mà thôi kệ, mua cho con bé này đi. Dạ cảm ơn. Dạ đây em bỏ giấy số dưới đây nè. Dạ đưa cho mấy tiền. Dạ đây 5 tờ vé vé giấy số luôn đó. Trời ơi cho anh chị 5 tờ hả? Dạ. Một tờ nhiêu tiền vậy? Dạ tờ 10.000, rẻ lắm anh chị ơi. Tờ 10.000 à? Dạ. Ok tờ 10.000, 5 tờ là 60.000. Ok à, dạ 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 nè. Không bị gì vậy? Ủa trời ơi, 60.000 ơ dạ em cảm ơn, cảm ơn nhiều. Dạ 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 dạ. Trời ơi, tôi mua tiền cái cả cái tiệm bánh này cũng được, nó yên tâm đi. Anh, giờ nãy anh mua giấy số rồi, giờ anh mua giấy giò giúp em được mà. Anh đẹp trai. Giấy giò mày mua không? Tôi biết. Trời ơi, sao thằng nhóc này nó nhây quá ta. Ủa, sao mới sao giấy số vừa mới ra sao mua giấy giò cưng? Sao vậy? Dạ em vô tình đi ngang thôi, em không biết. Ôi xa mời tôi nói nghe nè. Thường thường á là người ta bán giấy giò á là người ta phải bán sâu khoảng 2-3 tiếng, còn này người ta mới bán giấy số đã có giấy giò rồi, hài nó bán giống bài giả nè. Dạ không có. Dạ không có. Thôi em đi. Thôi về. Trời đi hả? Đi hả? Ôi trời. Thôi mình vô ăn tiếp đi Sam. Trời nó cầu xuống nó đảo luôn. Đuối rồi
giờ mua vé giò cũng ủng hộ nữa, bực thiệt mà. Trời ơi, nó cầm súng nó ná ông luôn, phạt ở cai, trời ơi, dữ quá. Ok thì các bạn thấy gọi là mình đã nhờ sự cứu tay lạc yêu của mình đã mua được 6 cục tiền. À mình đã được hưởng 6 cục tiền, ca thấy sao ạ ca, trời ơi nhục nhã không. Thôi ca quyết định rồi. Hả? Ca xin đi gọi là ngủ ngoài đường vậy. Biết rồi. Ê gì vậy, gì đi luôn nhỏ chứ tạm biệt video tôi đi luôn nha. Trời ơi. Quên. Trời ơi chưa kết thúc video đi luôn á. Thì ok thì video của mình như này thôi, các bạn thấy gọi là video ăn xin của mình như nào thì các bạn hãy tìm gọi là các bạn thích phe ăn xin BC mà bên cạnh thì các bạn đừng quên comment phía dưới nha. Ok thì nếu các bạn thích gọi là tụi mình làm video cùng với Phong với Sammy thì các bạn đừng quên comment phía dưới và đừng quên ủng hộ hai người đấy nha. Ok, bây giờ bye bye. Annyeong.